Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Quyên in Japan đây. Như video ngày hôm trước thì mình đã hướng dẫn mọi người cách đăng ký cái thẻ credit của Rakuten rồi. Thì nếu mà mọi người có cái mail phát hành thẻ thì sau khoảng chưa đến một tuần, khoảng một tuần thôi là mọi người sẽ nhận được một cái phong bì như thế này nhá. Đây, thì bên trong này nó sẽ có những cái gì và sau khi mà mọi người nhận được thẻ thì mọi người phải làm những cái gì để mọi người có thể nhận được point. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn tới mọi người nhé. Tại vì nếu mà mọi người không làm cái bước như thế này thì mọi người sẽ không nhận được điểm của nó đâu. Bình thường khi mọi người đăng ký như video trước mình hướng dẫn mọi người thì là đăng ký sẽ được nhận được 5.000 point tương đương với 5 cent. Tuy nhiên là thỉnh thoảng thì sẽ có những cái chương trình khuyến mại nó sẽ cao hơn khoảng 7 cent đến 8 cent. Thì mọi người phải làm theo các bước như hôm nay mà mình làm mọi người mới có thể nhận được điểm nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở ra xem trong này nó gồm những cái gì. Nó không có nhiều lắm. So với những cái thẻ khác thì nó không có nhiều. Đây từ đầu tiên ngoài này thì mọi người sẽ có bên trong của nó. Đây là cái thẻ mà mọi người đã đăng ký nhá. Đây là những cái chỗ mà người ta ghi, đây là chính là cái số thẻ của người ta đấy, 16 số. Đây là mình hôm trước mình có đăng ký cái con gấu trúc này và cái visa. Thì hôm nay thẻ của mình đây, mọi người có thể đăng ký được cái hãng khác nữa. Bây giờ mọi người chỉ việc là mở nó ra, lấy nó ra và sử dụng thôi. À đây rồi. Đây, đây có hạn mức sử dụng của mình ở đằng sau này nhá mọi người. Mọi người lấy cái thẻ ra sẽ nhìn thấy. Đây hạn mức sử dụng của mình là 30 man. Đây mọi người có thể sử dụng được 30 man. Nó là tổng nhá, kể cả mọi người rút tiền và mọi người sử dụng nó là để 30 man hết. Trong này không có cái gì nữa. Đằng sau này thì chỉ có những cái lưu ý khi mọi người sử dụng thẻ thôi. Đây lưu ý là mọi người phải ký tên vào đằng sau thẻ của mình nhá để sử dụng nhá. Và cái ngày thanh toán của người ta ấy, trừ tiền sẽ là 27 hàng tháng. Bây giờ này thì không còn cái gì nữa. Còn tiếp theo nữa, còn đây. Đây mình thấy có 2 sen này. Đây là cái phần mà mọi người khi mà mọi người mới đăng ký thì người ta sẽ cho điểm mọi người ấy. 2.000 point tụi này. Đây là hai bước để mọi người có thể nhận được đủ 5.000 nhá, 5.000 point. Đấy, bước đầu tiên là mọi người phải đăng ký cái app đặt cái tên Inavi này. Rồi và bước thứ hai nữa là mọi người phải sử dụng nó nhá. Sử dụng ít nhất là một lần trước ngày cuối cùng của tháng sau là mọi người sử dụng ít nhất một lần. Và thiết lập cái tài khoản ngân hàng. Cái này thì mình đã thiết lập trong cái lúc mà mình đăng ký online rồi. Không biết là làm thế nào nữa thì tí nữa mình sẽ vào phía sau mình làm tiếp cho mọi người xem nhé. Là hai bước để mình có thể nhận được đủ 5 sen. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng ký cái app Inavi này. Và thêm một phần này nữa. Rồi sau đó là còn cái này là toàn chữ thôi. Cái này là quỹ ước sử dụng thôi, không có cái gì cả. Nên là người ta có kèm theo một cái sổ để mọi người hướng dẫn mọi người sử dụng ấy. Đây mọi người mở và ra thì nó sẽ có hướng dẫn mọi người đăng ký cái app Inavi này. Cái app Rakuten. Và đăng ký cái Rakuten Inavi này nhá. Sau đó là đăng ký và xác nhận tài khoản thanh toán ngân hàng. Cái này thì cái này mọi người sử dụng thì 100 yên mọi người sẽ nhận được 1 point, nghĩa là 1% hoàn điểm ấy. Đây là cái thông tin cơ bản về thẻ Rakuten. Thì cái này người ta sẽ chốt vào ngày cuối tháng mọi người nhá. Và sau đó là sẽ trừ tiền và trong tài khoản mọi người liên kết vào 27 tháng sau. Ở trong này thì nó có ghi rất là đầy đủ. Nên mọi người, tại vì mọi người sử dụng trên app của Rakuten hoặc là sử dụng ở bên ngoài, sử dụng bình thường ấy, thì ngày chốt của nó sẽ hơi khác nhau một chút thôi. Mà sử dụng trên Rakuten thì ngày chốt của nó sẽ là 2 năm. Và nếu mà sử dụng bình thường, ngày chốt của nó sẽ là ngày cuối tháng này. Và đến ngày 12 của tháng sau ấy thì mọi người sẽ được nhận được một cái mail từ bên Rakuten nhé. Là người ta sẽ báo cho mình là trong tháng trước là mình sử dụng bao nhiêu ấy. Và người ta sẽ trừ tiền vào ngày 27 của tháng sau đây này. Mọi người nhớ nhá, chuẩn bị tiền trước ngày 27 này để người ta trừ tiền ấy. Trong cái phần này thì không còn gì đâu. Đây mọi người có thể sử dụng được ID này, là cái tên ID này. Rồi, hết rồi. Trong cái phần mà mình nhận được thì chỉ như thế thôi. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng ký cái app của Rakuten nhé. Và nói một chút về cái phần mà mình sẽ nhận được điểm như thế nào ấy. Thì mình sẽ nói thêm một chút về cái điều kiện mà mọi người sẽ được nhận được point nhé. Thì mình sẽ để lên trên màn hình này và bây tí nữa mình sẽ tải app luôn. Đây điều kiện của nó bên trên này thì người ta có ghi. Người ta sẽ chia làm hai giai đoạn nhé. Giai đoạn đầu tiên là cái ưu đãi đầu tiên là mọi người sẽ nhận được 2.000 point này. Và ưu đãi thứ hai là 3.000 point đấy nhá. Vậy cái này thì đối với 2.000 point đầu tiên thì sau khi mà mọi người nhận được thẻ ấy, thì mọi người sẽ vào trong cái
đặt cái tên Inavi để mọi người nhận. Còn cái thứ hai nhá, còn cái thứ hai là mọi người phải, đầu tiên là mọi người phải sử dụng này ít nhất là một lần và đăng ký cái tài khoản ngân hàng để người ta trừ tiền vào đấy á, là trước ngày 2 năm của tháng sau khi mà mọi người nhận được thẻ đấy nhá. Rồi cái điểm 2.000 point này thì mọi người sẽ sử dụng bình thường thôi, nó không có hạn sử dụng. Tuy nhiên là cái 3.000 point thì nó sẽ có hạn sử dụng. Không có cái gì nữa thì bây giờ mình sẽ vào mình tải app cho mọi người, hướng dẫn mọi người nhé. Thì mọi người sẽ phải chuẩn bị cho mình cái đặt cược tên ID này, rồi là cái mật khẩu của đặt cược tên ấy, và thêm một cái thẻ này nữa nhé. Mình sẽ phải sử dụng cái thẻ này để mình nhập cái số của mình vào. Bây giờ mình sẽ vào mình tải app đặt cược tên. Đây mọi người đánh cho mình cái đặt cược tên cá độ vào nhé. Đây cái app này mọi người tải cho mình. Đây mình sẽ tải về mình mở lên thôi. Đây mọi người nhập cho mình cái ID và cái mật khẩu vào. Rồi nhấn vào login nhé. Bây giờ mình sẽ phải đăng ký cái Inavi này. Mọi người nhấn vào bên trên cho mình. Y mã sư gửi tôi đọc cửa sử này. Rồi mọi người sẽ chọn cho mình nhé, là Mastercard, JCB, Visa hay là America Express của mình. Đây là Visa thì mình sẽ phải chọn cái bên trên, tích ở bên trên cho mình. Nhấn vào kết tên nhé. Rồi nhập cho mình cái mã 16 số trên thẻ đi. Nhấn vào xứ ghế cho mình. Đây nhập cho mình cái hạn sử dụng của thẻ ở trên cái mặt của thẻ ấy. Ví dụ đây người ta có ví dụ nhá, ví dụ như là 504 tháng 09 ấy, thì mọi người sẽ phải nhập là 0904 nhá. Nhập tháng trước xong đến năm nhá. Và tiếp theo thì mọi người nhập cho mình cái mã số bí mật ở đằng sau thẻ ấy, nó sẽ có 4 số và 3 số. Đấy, 4 số và 3 số này màu đen ấy, thì mọi người nhập cho mình 3 số cuối cùng nhá. Rồi nhấn vào xứ ghế. Nhập ngày tháng năm sinh của mình vào nhé. Rồi cho đúng tháng năm sinh của mình vào, nhấn vào xứ ghế nhé. Nhập số điện thoại của mình đã đăng ký rồi, hôm trước mọi người đăng ký số điện thoại nào ấy. Rồi nhập xong thì nhấn xứ ghế nhé. Mọi người tích vào cho mình hai phần. Đồng ý sử dụng Inavi này. Cái phần này là đồng ý cho người ta sẽ gửi thông báo về mail cho mình này. Sau đó là tích cả hai phần vào nhé, nhấn vào xứ ghế. Đây là mail của mình. Đây cái phần này thì người ta đã có ghi cái mail của mình rồi thì mọi người để nguyên như thế nhé. Sau đó dưới này là cái phần tích này là mình có nhận cái mail giới thiệu quảng cáo từ bên đặt cái tên hay không thì mình thôi. Mình sẽ bỏ qua cái phần này. Sau mọi người nhấn vào kết tên sự cho mình nhé. Ai mà tích vào cái nào thì tích. Rồi mình đã hoàn thành xong đăng ký Inavi rồi. Người ta có ghi đây là mình đã hoàn thành xong đăng ký Inavi rồi nhá. Người ta đây có ghi là mình đã hoàn thành xong nhận 2.000 point rồi ấy. Thì sau 2 ngày sau thì mọi người sẽ được nhận điểm vào trong app này. Đây mình sẽ vào trong app của mọi người xem nhá. Ok, mọi người có nhận không này, có đồng ý cho người ta gửi không này. Tùy nhá. Rồi bên trong này đây là mọi người vào đây, bên trong này mình chưa có gì cả, tới tháng 5 rồi tháng 6 mình chưa có thời gian, nhưng mà bây giờ mình sẽ vào cho mọi người xem cái app mà mình đã sử dụng rồi nó như thế nào nhé. Thì về đây ví dụ như đây của mình, đây là tháng 5 2021 thì phải ngày 27 tháng 5 2021 là mình phải trả số tiền như thế này đó. Còn ngày ví dụ như tháng 6 thì chưa có này, tháng 4 là mình đã sử dụng đây, người ta có ghi là ngày mình phải trả nhá, số tiền những cái mà mình đã sử dụng đây này, có Xkaibarai nhưng mà mình sử dụng thanh toán một lần thôi. Các mọi người có thể vào trong này để mọi người xem được nhiều cái nhé. Đây nhấn vào cái phần của Dio Cano ga cửa này, mọi người có thể biết được số tiền. Cái này là số tiền của mình. Cái này thẻ này của mình thì mình chỉ có được 10 man thôi. Mọi người chỉ có sử dụng trong khoảng 10 man của mình thôi. Còn cái thẻ này của mình là 30 man, có thể sử dụng trong vòng 30 man đấy. Đó. Mọi người có thể vào đây để kiểm tra nhé. Rồi mọi người có thể đăng ký thêm cho mình một cái app nữa, đó là app Rakuten P. Để mọi người vào đây. Rakuten P của nó ở bên góc này có đây. Vào đăng ký cho mình. Cái điểm của Rakuten này thì mọi người có thể sử dụng qua cái Rakuten P này, hoặc là mọi người mua hàng ở trên của Rakuten.
Rồi đó là mọi người sẽ nhận được 2.000 point. Còn cái 3.000 point còn lại ấy, thì mọi người phải thiết lập cho mình cái tài khoản ngân hàng để người ta trừ tiền nhé. Nếu mà bạn nào mà đã thiết lập online rồi thì mọi người bây giờ sẽ vào kiểm tra cho mình xem là mình đã ok chưa. Rồi còn nếu mà ai mà chưa thiết lập thì chắc chắn là bên ngân hàng người ta sẽ gửi cho mọi người với mẫu giấy để mọi người điền thông tin tài khoản ngân hàng để gửi lại cho người ta, thì mọi người nhanh chóng làm nhé. Trước ngày 25 của tháng sau thì mọi người phải làm cái đó thì mình có thể nhận được điểm. Và thêm một cái nữa, đó là mọi người phải sử dụng ít nhất cho mình một lần là trước ngày 25 của tháng sau. Mọi người sử dụng trên app của Rakuten cũng được, hoặc là mọi người mua ngoài bình thường cũng được, nhưng mà phải sử dụng nhá, thì mọi người cũng có thể nhận được điểm 3.000 này. Thì nó có phải có hai bước như thế. Đầu tiên là mọi người nhận được 2.000 point, và sau đó là mọi người sẽ nhận được 3.000 point. Nên bạn nào mà đã đăng ký online rồi, đăng ký thiết lập tài khoản online rồi thì mọi người vào kiểm tra cho mình nhá. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người vào kiểm tra này. Mọi người vào chỗ số nô hộp ca cho mình. Rồi sau đó bạn nhấn vào phần của tô đô cử Yoho này nhá. Đó, vào cái phần Oshiharai cô giả cái hàng thứ hai ấy. Đây mọi người sẽ nhìn thấy thông tin hiện tại tài khoản ngân hàng của mình ở đây. Đấy, đó là ok rồi. Còn lại là mọi người sử dụng cho mình một lần nữa thôi. Là mọi người sẽ nhận được 3.000 point, chứ nhận nó hơi lâu một chút thôi. Còn lại mà nếu mà bạn nào mà đã đăng ký qua cái đường link bạn bè gửi cho ấy thì mọi người còn một sen nữa mọi người nhận được. Tuy nhiên là cái này là phải khá lâu. Đấy, ví dụ mọi người đăng ký vào ngày 1 tháng 1 đi thì sau ngày 1 này, sau đó mọi người phát hành thẻ này, và tháng 2 đến cuối tháng 3, ngày 25 tháng 3 thì mọi người mới có thể nhận được cái 1.000 point này nhá. Để mọi người chú ý thì nó hơi lâu một chút thì mọi người để ý, tại vì nó và nó thời hạn sử dụng 1.000 point của nó cũng khá là nhanh, khoảng 1 tháng thôi. Mọi người chú ý nếu mà nhận được điểm thì mọi người sử dụng cho nó hết nhá, không lại phí đi. Rồi trên đây thì mình đã vừa mới có hướng dẫn mọi người cái những cái bước mà sau khi mọi người nhận được cái thẻ của Rakuten, thì đầu tiên là mọi người phải đăng ký cho mình cái app Rakuten cá độ nhé. Mọi người đăng ký cái Rakuten Navi vào ấy để mọi người nhận 2 sen của mình, và sau đó là sử dụng thẻ để thanh toán cho mình ít nhất một lần. Còn nếu mà bạn nào mà chưa đăng ký cái tài khoản ngân hàng để người ta trừ tiền ấy thì mọi người nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhé. Người ta bên ngân hàng người ta có gửi cho mọi người thêm một cái phong bì với cái tờ giấy đó để mọi người hoàn tất thủ tục ấy, thì mọi người nhanh chóng làm để nhận point cho mình nhé. Đến đây thì mình xin kết thúc cái video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nhé. Bye bye.